mắt mẹ hiền sáng như ánh đuốc, ngó con hiền thấu ruột thấu gan. Mẹ hiền liếc mắt dòm ngang, thấy mà con trẻ không còn bao nhiêu. Mẹ đây cuộc thắt trăm chiều, làm sao cứu vãn những điều con gây. Ác nhiều thiện ít từ đây, làm sao cứu được phen này đây con. Trên đồi nước chảy lon ton, nhịp tim mẹ đập sao con lại đành. Con ôi lòng mẹ tan thành, cũng vì con trẻ mà lòng chẳng an. Hồi này là hồi muôn ngàn, mà con cứ mãi lang thang trên đời. Mẹ đây đợi mãi tàn hơi, nhưng mà thấy trẻ chơi với bề chẳng. Con ơi trái đất xây dần, gan bơi gan lội biển chẳng xa xăm. Mẹ đây khuyên trẻ hàng năm, con đâu có để vào tâm chút nào. Đến giờ tới hội bàn đào, thân con bận thiểu đâu vào được con. Bề ngoài chiếc phấn bôi son, trong lòng bận thiểu lại còn sân si. Con ơi trong lúc hiểm nguy, mẹ đây bao trước con thì chẳng nghe. Khuyên con tu niệm mà về, vậy mà con cứ bưởi vòng vậy con. Làm cho mẹ phải tuôn dòng lệ rơi. Mẹ đây khổ lắm con ơi, chớ đâu sung sướng nhớ lời thân thương. Khuyên con mấy giả năm trường, nhưng mà con trẻ đau thương mẹ hiền. Đầu năm cho đến cuối niên, khuyên trong con trẻ mọi miệng gắng tu. Vậy mà con trẻ mê mù, còn chưa tỉnh giấc chữ tu sao thành. Đạo làm người con cứ mộng manh, làm sao con được căn lành về ngôi. Cho con xuống thế hết rồi, bây giờ trở lại có còn gì đâu. Xuống trần bị đám mây mù, che kinh ánh sáng từ đây chẳng còn. Mẹ đây thật rất thương con, cho nên mẹ mới tìm phương cứu về. Con ơi đừng có ham mê, gan tu cho kịp mà về nghe con. Mẹ đây nhắc nhở nhiều lần, nhắc trong ba tánh vạn dân muôn người. Quay đầu trở lại làm người hiền lương. Mẹ đây gian khổ gian trường, khuyên trong con trẻ bốn phương tu hiền. Chớ thôi con bị xích xiền, tới chừng lúc đó con hiền mơ
thì trên mẹ đã an bài, không xây không chuyển không ai cứu về. Chừng đó mới thấy thảm thế, bây giờ sung sướng đâu hề biết tu. Mẹ cho xuống thế từ lâu, sao con không nhớ những câu dặn dò. Xuống trần quên hết lời khuyên, mẹ đây còn nhớ con hiền lại quên. Xuống trần học chữ thánh thiền, học thêm chữ nhân con hiền thanh thơi. Mẹ đây muốn bỏ nhiều lần, nhưng mà lòng mẹ tan tành chẳng yên. Bỏ thì mất hết con hiền, cứu thì chẳng biết mà tìm nơi đâu. Bởi con nghiệp lực quá sâu, chữ tu không có làm sao bây giờ. Khuyên trong con trẻ hiện giờ, con ơi con hỡi con khờ dậy con. Tên nghĩ bạn thánh vẫn còn, con ơi mẹ đợi cho con trở về. Nguyện tàn khúc bóng màn đêm, năm cánh thao thức hồn mê ưng hồng. Mặt trời chiêu sáng hừng đông, gọi khắp hoàng cầu con lại chưa hay. Bỏ thì muốn bỏ mà lòng không yên, cứ mong kêu gọi con hiền. Gán mà gượng dậy mẹ hiền giải phân. Muốn bỏ con lòng còn chua son, cho con hiền những giọt cam lồ. Đặng sáng lòng niệm chữ Nam Mô, tâm hiền lương tìm lại cơ đồ. Sao con quên hẳn những lời mẹ gian, chữ hiền lương cho tâm thanh thản. Không làm chi sân hận dâng lên. Mẹ hiền đóng ngoặc chẳng yên, thôi thì gán mở con hiền một phen. Coi có lay chuyển tu hiền, hay là cứ mãi làm phiền nữa đây. Mẹ thầy mở gọng phen này, biết sai thì sửa mẹ thầy cứu cho. Chớ mà cứ mãi lọc lừa, phen này mẹ bỏ con thì bơ vơ. Bây giờ mẹ đợi cha chờ, biết sai thì sửa ngày giờ đã qua. Biết tu niệm chữ Di Đà, niệm ông Phật Tổ, niệm bà Quan Âm. Quan Âm cứu khổ nhiều năm trên đời. Vậy mà con cứ ăn chơi, con đâu có biết mẹ thời đổ con. Mẹ đổ con lo lượt tất cả, cho con hiền khuây khỏa tu hành. Không tu mà nghĩ lợi danh, con ơi con hỡi con đành sao con. Chữ tu chót lọt mót còn, mà chưa có biết có còn hay không. Dừng chiều dừng lái dừng lòng, dừng luôn bản tánh hòa đồng đi đôi. Mơ
mới là sống sót trên đời, chứ đâu có dễ con thôi đừng quên. Thi vòng một tưởng đâu trót lọt, thi vòng hai đổ dột mồ hôi, giám khảo chấm điểm xong rồi, vòng ba kết thúc vậy thôi ra sao. Kiếm thì chặt chẽ vàng thao, kiếm luôn mấy kiếp cộng vào chia ra, nhân chi chữ cộng vậy mà đức thì không có xem ra quá nhiều. Mẹ đây giảng dạy đủ điều, con đâu nghĩ tới những điều xảy ra. Mẹ đây liếc mắt dòm qua, thiên cơ mẹ hé con mà biết đâu. Tu mà ý chí không sâu, cũng như nước chảy từ đầu tới chân, ăn chơi bừa bãi không dừng, tới mà hiểu được quá chừng tội mang. Bây giờ thế kỷ 2000, chống trường dục phá thúc lên đàn dự thi, con đây đâu biết cái gì, mẹ giảng mẹ dạy nằm ấy chẳng nghe. Màn ba thi những câu dè, con ơi con hỡi vậy mà làm sao. Tu nhiều chẳng có ai giàu, mẹ đây hết cách cứu nào được con. Dò sông dò biển về dò, đâu ai lấy thước mà đo lòng người. Tu thì muốn được điểm 10, hành thì không có mà đâu được gì. Sao con không nghĩ không suy, đến khi sống tới con thì làm sao. Phải biết sóng lũ gió to, thuyền bè đậu sẵn ngọc ngô sẵn dành. Thi này như thể thiền thanh, tính đi tính lại phải hành mới ra. Tối ngày dùm bảy dùm ba, tới ngày thi cử đi ra biết gì. Đề thi gắng học mà thi, thầy giảng câu gì phải để vào tâm. Học thì lý thuyết phải chăm, thực hành mới đúng phân tầm sáng ra. Mẹ đây giảng hết vậy bà, bao nhiêu câu giảng con là làm ngơ. Học thì lý quá sơ sơ, câu này gan nhớ đặng nhờ về sau. Làm người ăn nói thanh cao, từ bi nhã nhặn ra vào nghiêm trang. Tu tâm sửa tánh đàng hoàng, từ bi hai chữ an nhàn về sau. Giúp người hoạn nạn ra vào, chỉ cơm xẻ áo người nghèo đi con. Đưa ra có một vô nhiều, gọng gãi của lại hưởng y, hiệp hội ích kỷ của đi chẳng còn. Một thì đổi một đi con, còn hơn để đó nó mòn hết trơn. Giúp người người giúp ba trả ơn,
người mà không biết cô đơn một mình. Sáng thì nhờ đuốc hiển dinh, tối thì hai chữ u minh chẳng gời. Con người anh đuốc sáng ngời, gọi đường con bước về nơi thanh nhàn. U minh tâm tối đừng ham, ngày sau là cả bước đường đàn nào đi. Gán mà hai chữ từ bi, cho tâm quyền diệu mà thi mạng này. Ác gian ác báo từ đây, hiện lương thì được xâm dậy về sau. Từ bi chữ nhẫn đem vào, cho tâm trong sạch mà vào dư thi. Trường công đức thi theo cấp bậc, biết tu hiền công đức mới cao. Bốn phương tám hướng biết bao nhiêu người muốn thành chánh quả tuyệt vời, mà tâm còn động vậy thời được đâu. Tu thì giữ lấy chữ không, giữ cho chữ nhận, giữ lòng thanh cao. Con nuôi lòng mẹ ước ao, nhưng mà chẳng được ngày nào mới yên. Đông Tây Nam Bắc bốn phương, đều là giả tạm con hiện chẳng hay. Rồi đây sẽ có một ngày, thật thật giả giả đâu ai dối lòng. Tu hành những xác bưởi bọng, rồi đây sẽ biết trong lòng ai ngay. Xác hành trong đục phân bài, hiền thì thanh thản không ai dài dò. Hung thì nghiệp lực chẳng cho, hành cắn hành xác đặng cho làm hiền. Coi ai mà trông không hiền, mẹ nay đâu có làm phiền con đâu. Tạo nghiệp thì nghiệp nó lôi, tạo phước thì được dây thời bình an. Con ơi nghĩ cho kỹ càng, sức ngôn mở khẩu đàng hoàng mới nên. Điều hoa xảo quyệt không bền, lòng ngay dạ thẳng ơn trên độ mình. Chư thần nghi chép phân minh, nghi vào sổ sách trình lên Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng xem xét càng qua, ai mà hung ác không qua màn này. Lọc lừa sàng xây đức tài, xử theo màn lớp coi ai hung hiền. Hung thì đưa qua chữ thiên, chữ thần chữ thánh kể biên tội trần. Hiền thì được cấp bàn vàng, về sau sung sướng an nhàn thảnh thơi. Từ đây xử phạt hẳn hồi, hết khuyên hết dạy dạy thời nghe con. Tầm trong lông đột mốt mòn, tự tâm tìm kiếm không còn ai khuyên. Lý thuyết giảng hết mấy niên, vậy mà chẳng thấy con hiền để tâm. Đến giờ này phải thực hành, coi ai nắm vững những lời mẹ khuyên. Có người dìu dắt con hiền, con đâu có biết mẹ hiền xót đau. Mẹ đây xuống thế nhiều lần,
con ơi con hỏi có tặng mẹ đâu. Thiên cơ mẹ lộ từ đâu, nhưng mà con trẻ con đâu để lòng. Lòng hiền tâm thiện để đâu, sao con không nhớ những câu dặn dò. Ác thì quỷ sứ căn đo, ác quả là phải cho sự liền. Nửa hiền nửa ác thay phiên, quỷ thần dẫn dắt con hiền còn chi. Bây giờ mới biết từ bi, không ai cứu nổi dậy thời con đâu. Ông bà xưa nói có câu, nhờ buổi ban đầu uống nắng mới nên. Còn non uống nắng mới ngày, thành tre mới uống bao ngày mới nên. Cây khô nước chảy đâm chồi, nếu không tưới nước cây thời phải khô. Tu thì phải điểm phải tô, lâu ngày mới sáng tiền đồ mới cao. Tu mà để đó mà sao, mà sao mà thành. Tu mà để đó không hành, trồng cây không tưới cây đành phải khô. Miệng thì cứ niệm Nam Mô, trồng cây không tưới làm sao đâm chồi. Tu thì sám hối chịu mới, nhân chi trừ công được thời phước dư. Mới tu chịu bị khẩu trừ, làm sao mà được phước dư bao giờ. Làm hiền thì thấy sơ sơ, mà tạo nghiệp chướng thật là quá sâu. Càng ngày nghiệp lại chắc chồng, sao con không biết mà nằm nghiệp chân. Tới giờ xử phạt không ngưng, mà con cứ mãi dừng dừng không mà. Con ơi con hỡi là con, u minh tâm tối lại còn ngu si. Những gì mẹ nói từ đây, con ơi con hỡi vậy thì gắng nghe. Cuối đời thế kỷ còn gì, mà con cứ mãi nằm y chẳng nghe. Mẹ khuyên con gắng giặt dè, nửa đời nửa đạo vậy mà cũng không. Đưa ra tam giáo cộng đồng, con ơi con hỏi con không được về. Sao con cứ ngủ mà mê, con ơi tỉnh dậy lành đề mà thi. Xuống trần lầm lỗi điều chi, mà con chẳng biết cái gì vậy con. Mẹ già sức khỏe hao mòn, vì lo cho trẻ nặng đòn phải cam. Mẹ đây hết nghĩa cảm tình, con ơi tình vậy mà nhìn lại con. Tu hành không biết mà còn u mê. Gán tu bỏ hết mà về, chứ đâu ở lại làm hề trần gian. Cung đình có lớp có lan, chớ đâu đi dọc
về ngang như vậy. Có cha, có mẹ, có thầy, có ông Phật tổ nơi này chứng minh. Cung đình của mẹ thật xinh, đón con hiền thiếu thật tình thảo ngay. Ngày xưa cho đến đời nay, mẹ khuyên mẹ giảng đâu ai làm hiền. Làm hiền trở lại cung đình, ngôi xưa góc cũ của mình còn kia. Mẹ đưa xuống thế chẳng gì, ngôi xưa xóa bỏ nghiệp trần đeo mang. Con ơi con lại phụ phàng, mẹ cho xuống thế một đàn để huynh. Bây giờ con nợ phụ tình, con ơi con hỡi con đành sao con. Của cái mà để bằng non, xuôi tay nhắm mắt hai bàn tay chân. Hồn thiên thì chẳng có còn, gọi con mới thấy thảm thương con à. Lời kinh thâm thoát trao dồi, khuyên trong linh tự kịp giờ hồi quy. Đừng mê cái chữ trần gian, chế đò mẹ đợi mỏi mòn tâm hơi. Giờ này xám vắng màu vàng, để khiến sanh chúng trần miền cùng. Mắt mẹ hiền sáng như ánh đuốc, ngó con hiền thấu ruột thấu gan. Mẹ hiền liếc mắt dòm ngang, thấy mà con trẻ không còn bao nhiêu. Mẹ đây ruột thắt trăm chiều, làm sao cứu vãn những điều con gây. Ác nhiều thiện ít từ đây, làm sao cứu được phen này đây con. Trên đồi nước chảy lon ton, nhịp tim mẹ đập sao con lại đành. Con ôi lòng mẹ tan thành, cũng vì con trẻ mà lòng chẳng an. Hồi này là hồi muôn ngàn, mà con cứ mãi lang thang trên đời. Mẹ đây đợi mãi tàn hơi, nhưng mà thấy trẻ chơi với bề trần. Con ơi trái đất xây dần, gan bơi gan lội biển trần xa xăm. Mẹ đây khuyên trẻ hằng năm, con đâu có để vào tâm chút nào. Đến giờ tới hội bàn đào, thân con bận thiểu đâu vào được con. Bề ngoài chiếc phấn bôi son, trong lòng bận thiểu lại còn sân si. Con ơi trong lúc hiểm nguy, mẹ đây bao chứ con thì chẳng nghe. Khuyên con tu niệm mà về, vậy mà con cứ bưởi vòng vậy con. Làm cho mẹ phải tuôn dòng lệ rơi.
Mẹ đây khổ lắm con ơi, chớ đâu sung sướng nhớ lời thân thương. Khuyên con mấy giả năm trường, nhưng mà con trẻ đau thương mẹ hiền. Đầu năm cho đến cuối niên, khuyên chồng con trẻ mọi miệng gắn tu. Vậy mà con trẻ mê mù, còn chưa tỉnh giấc chữ tu sao thành. Đạo làm người con cứ mộng, làm sao con được căn lành về ngôi. Cho con xuống thế hết rồi, bây giờ trở lại có còn gì đâu. Xuống trần bị đám mây mù che kín ánh sáng, từ đây chẳng còn. Mẹ đây thật rất thương con, cho nên mẹ mới tìm phương cứu về. Con ơi đừng có ham mê, gắng tu cho kịp mà về nghe con. Mẹ đây nhắc nhở nhiều lần, nhắc chồng ba tánh dạng dân muôn người. Quay đầu trở lại làm người hiền lương. Mẹ đây gian khổ gian trường, khuyên chồng con trẻ bốn phương tu hiền. Chớ thôi con bị xích xiền, tới chừng lúc đó con hiền mới hay. Thì trên mẹ đã an bài, không xây không chuyển không ai cứu về. Chừng đó mới thấy thảm thế, bây giờ sung sướng đâu hề biết tu. Mẹ cho xuống thế từ lâu, sao con không nhớ những câu dặn dò. Xuống trần quên hết lời khuyên, mẹ đây còn nhớ con hiền lại quên. Xuống trần học chữ thánh thiền, học thêm chữ nhận con hiền thanh thơi. Mẹ đây muốn bỏ nhiều lần, nhưng mà lòng mẹ tan tành chẳng yên. Bỏ thì mất hết con hiền, cứu thì chẳng biết mà tìm nơi đâu. Bởi con nghiệp lực quá sâu, chữ tu không có làm sao bây giờ. Khuyên chồng con trẻ hiện giờ, con ơi con hỡi con khờ dậy con. Tên nghĩ bạn thánh vẫn còn, con ơi mẹ đợi cho con trở về. Nguyện tàn khúc bóng màn đêm, năm cánh thao thức hồn mê ưng hồng. Mặt trời chiêu sáng hừng đông, gọi khắp hoàng cầu con lại chưa hay. Bỏ thì muốn bỏ mà lòng không yên, cứ mong kêu gọi con hiền. Gán mà gượng dậy mẹ hiền giải phân. Muốn bỏ con
lòng còn chúa son cho con hiền những giọt cam lồ. Đặng sáng lòng niệm chữ Nam Mô, tâm hiền lương tìm lại cơ đồ. Sao con quên hẳn những lời mẹ gian, chữ hiền lương cho tâm thanh thản. Không làm chi sân hận dâng lên, mẹ hiền đóng ngoặc chẳng yên. Thôi thì gán mở con hiền một phen, coi có lay chuyển tu hiền, hay là cứ mãi làm phiền nữa đây. Mẹ thầy mở gọng phen này, biết sai thì sửa mẹ thầy cứu cho. Chớ mà cứ mãi lọc lừa, phen này mẹ bỏ con thì bơ vơ. Bây giờ mẹ đợi cha chờ, biết sai thì sửa ngày giờ đã qua. Biết tu niệm chữ Di Đà, niệm ông Phật tổ, niệm bà Quan Âm. Quan Âm cứu khổ nhiều năm trên đời. Vậy mà con cứ ăn chơi, con đâu có biết mẹ thời đổ con. Mẹ đổ con lo lượt tất cả, cho con hiền khuây khỏa tu hành. Không tu mà nghĩ lợi danh, con ơi con hỡi con đành sao con. Chữ tu chót lọt mót còn, mà chưa có biết có còn hay không. Dừng chiều dừng lái dừng lòng, dừng luôn bản tánh hòa đồng đi đôi. Mới là sống sót trên đời, chứ đâu có dễ con thôi đừng quên. Thi vòng một tưởng đâu chót lọt, thi vòng hai đổ giọt mồ hôi. Giám khảo chấm điểm xong rồi, vòng ba kết thúc vậy thời ra sao. Kiếm thì chặt chẽ vàng thao, kiếm luôn mấy kiếp cộng vào chia ra. Nhân chi chữ cộng vậy mà, đức thì không có xem ra quà nhiều. Mẹ đây giảng dạy đủ điều, con đâu nghĩ tới những điều xảy ra. Mẹ đây liếc mắt dòm qua, thiên cơ mẹ hé con mà biết đâu. Tu mà ý chí không sâu, cũng như nước chảy từ đầu tới chân. Ăn chơi bừa bãi không dừng, tới mà hiểu được quá chừng tội mang. Bây giờ thế kỷ 2000, chống trường dục thúc lên đàn dự thi. Con đây đâu biết cái gì, mẹ giảng mẹ dạy nằm ấy chẳng nghe. Màn ba thi những câu dè, con ơi con hỡi vậy mà làm sao. Tu nhiều chẳng có ai giàu, mẹ đây hết cách cứu nào được con. Dò sông dò biển về dò, đâu ai lấy thước mà đo lòng người. Tu thì muốn được điểm 10,
hành thì không có mà đâu được gì. Sao con không nghĩ không suy, đến khi sống tới con thì làm sao? Phải biết sóng lũ gió to, thuyền bè đậu sẵn, ngọc ngô sẵn dành. Thi này như thể thiền thanh, tính đi tính lại phải hành mới ra. Tối ngày giùm bày giùm ba, tới ngày thi cử đi ra biết gì. Đề thi gắng học mà thi, thầy giảng câu gì phải để vào tâm. Học thì lý thuyết phải chăm, thực hành mới đúng phân tầm sáng ra. Mẹ đây giảng hết vậy bà, bao nhiêu câu giảng con là làm ngơ. Học thì lý quá sơ sơ, câu này gan nhớ đặng nhờ về sau. Làm người ăn nói thanh cao, từ bi nhã nhặn ra vào nghiêm trang. Tu tâm sửa tánh đàng hoàng, từ bi hai chữ an nhàn về sau. Giúp người hoạn nạn ra vào, chỉ cơm xẻ áo người nghèo đi con. Đưa ra có một vô nhiều, gọng gãi của lại hưởng y, hiệp hội ích kỷ của đi chẳng còn. Một thì đổi một đi con, còn hơn để đó nó mòn hết trơn. Giúp người người giúp ba trả ơn, người mà không biết cô đơn một mình. Sáng thì nhờ đuốc hiển vinh, tối thì hai chữ u minh chẳng gời. Con người ánh đuốc sáng ngời, gọi đường con bước về nơi thanh nhàn. U minh tâm tối đừng ham, ngày sau lạc bước đường đàn nào đi. Gán mà hai chữ từ bi, cho tâm quyền diệu mà thi màn này. Ác gian ác báo từ đây, hiện lương thì được xâm dậy về sau. Từ bi chữ nhẫn đem vào, cho tâm trong sạch mà vào dự thi. Trường công đức thi theo cấp bậc, biết tu hiền công đức mới cao. Bốn phương tám hướng biết bao nhiêu người, muốn thành chánh quả tuyệt vời, mà tâm còn động vậy thời được đâu. Tu thì giữ lấy chữ không, giữ cho chữ nhận, giữ lòng thanh cao. Con nuôi lòng mẹ ước ao, nhưng mà chẳng được ngày nào mới yên. Đông Tây Nam Bắc bốn phương, đều là giả tạm con hiện chẳng hay. Rồi đây sẽ có một ngày, thật thật giả giả đâu ai dối lòng. Tu hành những xác bưởi bọng, rồi đây sẽ biết trong lòng ai ngay. Xác hành trong đục phân bài, hiền thì thanh thản không ai dài dò. Hung thì nghiệp lực chẳng cho,
hành cắn hành xác đặng cho làm hiền. Coi ai mà trông không hiền, mẹ nay đâu có làm phiền con đâu. Tạo nghiệp thì nghiệp nó lôi, tạo phước thì được dây thời bình an. Con ơi nghĩ cho kỹ càng, sức ngôn mở khẩu đàng hoàng mới nên. Điêu hoa xảo quyệt không bền, lòng ngay dạ thẳng ơn trên độ mình. Chư thần nghi chép phân minh, nghi vào sổ sách trình lên Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng xem xét càng qua, ai mà hung ác không qua màn này. Lọc lừa sàng xây đức tài, xử theo màn lớp coi ai hung hiền. Hung thì đưa qua chữ thiên, chữ thần chữ thánh kể biên tội trần. Hiền thì được cấp bàn vàng, về sau sung sướng an nhàn thảnh thơi. Từ đây xử phạt hẳn hồi, hết khuyên hết dạy dạy thời nghe con. Tầm trong lông đột mốt mòn, tự tâm tìm kiếm không còn ai khuyên. Lý thuyết giảng hết mấy niên, vậy mà chẳng thấy con hiền để tâm. Đến giờ này phải thực hành, coi ai nắm vững những lời mẹ khuyên. Có người dìu dắt con hiền, con đâu có biết mẹ hiền xót đau. Mẹ đây xuống thế nhiều lần, con ơi con hỏi có tận mẹ đâu. Thiên cơ mẹ lộ từ đâu, nhưng mà con trẻ con đâu để lòng. Lòng hiền tâm thiện để đâu, sao con không nhớ những câu dặn dò. Ác thì quỷ sứ căn đo, ác quả là phải cho sự liền. Nửa hiền nửa ác thay phiên, quỷ thần dẫn dắt con hiền còn chi. Bây giờ mới biết từ bi, không ai cứu nổi dậy thời con đâu. Ông bà xưa nói có câu, nhờ buổi ban đầu uống nắng mới nên. Còn non uống nắng mới ngày, thành tre mới uống bao ngày mới nên. Cây khô nước chảy đâm chồi, nếu không tưới nước cây thời phải khô. Tu thì phải điểm phải tô, lâu ngày mới sáng tiền đồ mới cao. Tu mà để đó mà sao mà thành. Tu mà để đó không hành, trồng cây không tưới cây đành phải khô. Miệng thì cứ niệm Nam Mô, trồng cây không tưới làm sao đâm chồi. Tu thì sám hối chịu mới, nhân chi trừ công được thời phước dư. Mới tu chịu bị khẩu trừ, làm sao mà được phước dư bao giờ. Làm hiền thì thấy sơ sơ, mà tạo nghiệp chướng thật là quá sâu.
Càng ngày nghiệp lại chắc chồng, sao con không biết mà nằm nhịp chân. Tới giờ xử phạt không ngưng, mà con cứ mãi dừng dừng không mà. Con ơi con hỡi là con, u minh tâm tối lại còn ngu si. Những gì mẹ nói từ đây, con ơi con hỡi vậy thì gắng nghe. Cuối đời thế kỷ còn gì, mà con cứ mãi nằm y chẳng nghe. Mẹ khuyên con gắng giặt dè, nửa đời nửa đạo vậy mà cũng không. Đưa ra tam giáo cộng đồng, con ơi con hỡi con không được về. Sao con cứ ngủ mà mê, con ơi tỉnh dậy lành đề mà thi. Xuống trần lầm lỗi điều chi, mà con chẳng biết cái gì vậy con. Mẹ già sức khỏe hao mòn, vì lo cho trẻ nặng đòn phải cam. Mẹ đây hết nghĩa cảm tình, con ơi tình vậy mà nhìn lại con. Tu hành không biết mà còn u mê, gán tu bỏ hết mà về, chứ đâu ở lại làm hề trần gian. Cung đình có lớp có lan, chớ đâu đi dọc về ngang như vậy. Có cha có mẹ có thầy, có ông Phật tổ nơi này chứng minh. Cung đình của mẹ thật xinh, đón con hiền thiếu thật tình thảo ngay. Ngày xưa cho đến đời nay, mẹ khuyên mẹ giảng đâu ai làm hiền. Làm hiền trở lại cung đình, ngôi xưa góc cũ của mình còn kia. Mẹ đưa xuống thế chẳng gì, ngôi xưa xóa bỏ nghiệp trần đều mang. Con ơi con lại phụ phàng, mẹ cho xuống thế một đàn đệ huynh. Bây giờ con nợ phụ tình, con ơi con hỡi con đành sao con. Của cái mà để bằng non, xuôi tay nhắm mắt hai bàn tay chân. Hồn thiên thì chẳng có còn, gọi con mới thấy thảm thương con à. Lời kinh thâm thoát trao dồi, khuyên trong linh tự kịp giờ hồi quy. Đừng mê cái chữ trần gian, chế đò mẹ đợi mỏi mòn tâm hơi. Giờ này xám văn màu vàng, để khiến sanh chúng trần miền cùng. Thank you.
mắt mẹ hiền sáng như ánh đuốc, ngó con hiền thấu ruột thấu gan. Mẹ hiền liếc mắt dòm ngang, thấy mà con trẻ không còn bao nhiêu. Mẹ đây cuộc thách trăm chiều, làm sao cứu.